Martin Odegaard có thể nói là đang trong giai đoạn khá thất vọng. Anh đã không thể đá chính cho Arsenal kể từ trận hòa 2 đều trên sân nhà với Crystal Palace vào giữa tháng 10. Lần cuối cùng mà anh chơi trọn vẹn 90 phút cho pháo thủ đã là từ chiến thắng trước Tottenham Hotspur vào cuối tháng 9. Đây chắc chắn sẽ là một dấu hiệu gây lo lắng cho Odegaard, người đã dành phần lớn thời gian chơi tại Real hoặc là ngồi trên băng ghế dự bị hoặc là cho mượn tại nơi khác. Lần đầu Odegaard chơi cho Arsenal cũng là dưới dạng cho mượn. Những dấu hiệu ban đầu đầy hứa hẹn. Và từ cuối tháng 3, cầu thủ 22 tuổi này đã khiến nhiều người hâm mộ Arsenal yêu mến sau khi ghi bàn thắng trong chiến thắng trước Spurs. Pha lập công quyết định vào lưới của Olympiacos tại Europa League chỉ một tuần trước đó, Odegaard đã được rất nhiều người hâm mộ phía Bắc London hâm mộ. Đặc biệt là Mikel Arteta, anh đã nỗ lực để đưa tiền vệ tấn công này trở lại và làm điều đó thành công, mua đất Anh với giá 30 triệu bảng, kết thúc 6 năm của cựu thần đầu số 1 thế giới ở thủ đô Tây Ban Nha. Khởi đầu chính thức của Odegaard ở Arsenal cũng gây ấn tượng. Một cú sút phạt tuyệt đẹp trên sân của Burnley đã giúp đội bóng của Arteta giành trọn vẹn 3 điểm. Sau đó là màn trình diễn đầy cảm hứng trước Spurs. Tuy nhiên, sự sa sút tới nhanh chóng sau đó, trong hai trận hòa với Brighton và Crystal Palace, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi với sự đóng góp của Odegaard. Kể từ trận đấu đó trở đi, Arteta đã chọn triển khai Lacazette thay vì Odegaard. Cách tiếp cận nhanh chóng, cách hành động, thể chất của cầu thủ người Pháp đã mang lại hiệu quả thực sự, giúp Arsenal có chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường trước khi chạm trán câu lạc bộ Liverpool. Odegaard buộc phải theo dõi từ băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian, trong khi 5 cầu thủ khác tới Arsenal cùng lúc với anh đều đóng vai trò ở các mức độ khác nhau. Nếu phải tiếp tục ngồi dự bị ở trận gặp Newcastle vào cuối tuần này, Odegaard có lý do để lo lắng khi thấy mình đang trong một tình cảnh tương tự như thời gian chơi bóng tại Tây Ban Nha. Pháo thủ đã nhanh chóng trở lại mặt đất. Theo đó, Arsenal có màn trình diễn thất vọng hoàn toàn và lép vế với Liverpool tại vòng 12 Premier League. Chung cuộc, De Kop đã giành chiến thắng giòn giã với tỷ số đậm đà 4-0. Trận thua cho thấy Arteta còn rất nhiều việc phải làm và Arsenal cần nhiều thời gian để cạnh tranh với những đối thủ lớn tại ngoại hạng. Trước hết, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục củng cố đội hình. Một trong những tài năng trẻ gây ấn tượng với Arteta là Mikel Parejo. Cầu thủ này cập bến Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm nay, sau khi từ chối kiếp đầu chuyên nghiệp với câu lạc bộ Championship Fulham. Tiền đạo người Thụy Điển đang đặt phong độ ấn tượng ở đội U23 Arsenal cho tới thời điểm này. Với bàn thắng vào lưới của Blackburn Rovers ở trận đấu gần nhất, Pires đã có 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 12 trận ra sân tại Premier Tour. Pires cũng vừa được vinh dự khoác áo đội tuyển U21 Đan Mạch và được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất của câu lạc bộ phía Bắc London. Pires đã lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện. Cụ thể, tờ Football London cho hay Pires sẽ được trao cơ hội tập luyện với đội 1. Kế hoạch sau đó là để anh đi tu nghiệp vào mùa hè tới nhằm phát triển hết tài năng của tiền đạo trẻ 18 tuổi này. Lacazette được cho là muốn kiếp đồng dài hạn với Arsenal. Xong, câu lạc bộ chỉ sẵn sàng gia hạn hợp đồng ngắn hạn với số 9 mà thôi. Điều này dẫn tới dấu hỏi về việc cựu cầu thủ của Lyon sẽ còn tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ thành London hay không. Kết quả của chuyện này dường như đã được Arsenal quyết định xong. Cụ thể, theo El Nacional, Arsenal cuối cùng cũng đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Lacazette và anh sẽ ra đi miễn phí vào cuối mùa. Thông tin xác nhận thêm, Atletico Madrid là những người đi đầu trong việc ký hợp đồng với cựu sao của Lyon vào năm 2022. Mặc cho Barca cũng đang rất quan tâm tới anh. Trong trường hợp Lacazette ra đi, Arsenal muốn bổ sung sức mạnh hàng công bằng Dusan Vlahovic hay Andrea Belotti. Belotti là thương vụ dễ dàng hơn khi chân sút người Italia sẽ rời Torino theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2022. Vlahovic là cái tên có thể khiến Arsenal chi trả 80 triệu euro theo đúng yêu cầu từ phía Fiorentina. Arsenal được cho là đáng quan tâm tới tài năng người Romania Ionis Stoichkov. Cầu thủ của FCSB được coi là một trong những tài năng trẻ với triển vọng hàng đầu của quốc gia này. Trao đổi với HC Football, nhà báo người Romania Emmanuel Rosu đã có những nhận xét về cầu thủ mà Arsenal đang theo đuổi. Cậu ấy là mẫu cầu thủ nhiệt tình, người luôn là tâm điểm trên sân. Stoichkov có thể chơi ở bất cứ đâu ở trên hàng công, nhưng cậu ấy cũng là quân bài tiềm ẩn như một mũi tấn công thực thụ. Stoichkov đã có 6 bàn thắng mùa này. Sự tiến bộ của cậu ấy trong năm nay
là điều mà bằng cách nào đó nhiều người đã dự đoán từ trước bởi tất cả những lời nhận xét tiềm năng về Stoiker đã thể hiện từ vài năm qua. Từ những lần đầu tiên tôi theo dõi cậu ấy, Stoiker khiến tôi nhớ tới Sergio Aguero. Nhưng tất nhiên vẫn còn một chặng đường dài, rất dài phía trước để Stoiker có thể đạt được chất lượng này. Cậu ấy vẫn cần thời gian để rèn luyện và chuẩn bị khi có thể được chơi tại Premier League. Nhưng tôi tin rằng Stoiker có thể đạt tới đẳng cấp đó trong tương lai gần. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với chương trình Podcast Migrated, Saka nhấn mạnh rằng anh vẫn sẽ gắn bó với Arsenal khi tới hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, tiền vệ người Thụy Sĩ cũng khẳng định nếu được câu lạc bộ cũ của mình, Borussia Mönchengladbach mời gọi, thì anh sẽ ngay lập tức chia tay pháo thủ khi mà bản hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn. Football London dẫn lời của Saka. Tôi vừa ra hạn hợp đồng của mình, thỏa thuận này sẽ tiếp tục trong 2 năm rưỡi. Khi ấy thì tôi sẽ bước sang tuổi 32. Và nếu Mark Ansberg, giám đốc thể thao của Gladbach, sẵn sàng đưa tôi trở lại ở tuổi 32, cánh cửa của tôi cũng sẽ rộng mở. Trước khi chuyển tới Arsenal, Saka từng gắn bó với Gladbach trong giai đoạn từ 2012 tới 2016. Anh đóng một vai trò chủ chốt ở câu lạc bộ này và có tổng cộng hơn 100 trận đấu. Nhu cầu về một tiền vệ trung tâm của Arsenal đã bị đẩy lên cao độ sau trận thua cuối tuần trước Liverpool. Đây là vấn đề mà ban lãnh đạo pháo thủ cần phải cân nhắc chi tiền ở phiên chợ đông tới đây. Arsenal cần những lựa chọn khả dĩ để bổ sung chất lượng và tính chiến đấu cho khu trung tuyến. Theo Calcio Mercato, pháo thủ quan tâm tới việc kiếp đồng với tiền vệ Arthur Melo vào tháng giêng 2022. Đây là chi phí có thể tiêu tốn của đội bóng chủ sân Emirates, 29 triệu bảng. Bất chấp những màn trình diễn cá nhân ấn tượng trước Watford, Marlon Knight và Albert Samilokonga đều bị đè nén bởi sức ép dữ dội của Liverpool, và cả hai cầu thủ này đều mắc những lỗi đáng chú ý trong khoảng thời gian thi đấu trên sân Anfield. Samilokonga chắc chắn là cầu thủ có nhiều tiềm năng, nhưng khi đối đầu với Thiago và Fabinho tại Anfield, Lokonga lại cho thấy bằng chứng về sự non nớt của bản thân và còn phải học hỏi nhiều nếu muốn chiếm lĩnh một vị trí tiền vệ trụ ở Arsenal. Arthur từng là ngôi sao được đá chính rất nhiều tại Barcelona. Khi chuyển sang Juventus, tiền vệ này vẫn được đánh giá cao. Dù chưa có những đóng góp đúng với kỳ vọng, nhưng Arthur là ngôi sao đầy triển vọng và hiện đang có trong đội hình của lão bà thành Turin. Arsenal có vẻ là dễ bị tổn thương khi các đội bóng tạo sức ép lên phần sân của pháo thủ. Nhưng với phẩm chất chịu áp lực rất tốt của Arthur, đây là điều có thể giúp Arsenal xoa dịu nỗi lo mất bóng ở những vị trí nguy hiểm. Với việc Granit Xhaka chưa kịp trở lại sau chấn thương, đồng thời Thomas Partey thực sự cần một đối tác chia lửa ở trung tâm hàng tiền vệ. Arthur Melo là chữ ký đáng cân nhắc dành cho Arsenal. Với việc không đạt được kỳ vọng như mong muốn sau khi chuyển từ Barca sang Juventus, Arsenal là bến đỗ có thể giúp Arthur Melo tìm lại sự thăng hoa và sự tự tin của bản thân. Trận thua Liverpool một lần nữa chứng minh sức ép và hàng tiền vệ Arsenal đang phải chịu là rất lớn, khi mà chỉ một mình Thomas Partey là không đủ gánh vác. Nếu nhìn rộng ra khắp châu Âu, Arthur là chữ khí khả dĩ và gương mặt giàu tiềm năng vừa có kinh nghiệm để Arsenal lựa chọn. Edu sẽ theo dõi sát sao diễn biến tương lai trong những tuần tới của Arthur Melo. Cụ thể, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Renato Sanchez có tên trong danh sách cần chiêu mộ của Arsenal từ lâu. Tôi đã nói rằng cậu ấy vẫn là một cầu thủ mà Arsenal ưa thích. Từ tận mùa hè năm ngoái, Sanchez đã có tên trong danh sách chuyển nhượng cùng với Hossam Awa. Vì vậy, hãy xem liệu Arsenal có quyết định nhảy vào nắm lấy cơ hội này hay không. AC Milan đang theo dõi cậu ấy. Tôi kỳ vọng là Sanchez sẽ rời Lille. Giờ là lúc cần phải thay đổi. Gia nhập Lille vào năm 2019, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đóng vai trò quan trọng giúp câu lạc bộ này lên ngôi vô địch Ligue 1 mùa trước. Sanchez cũng trải qua một kỳ Euro 2020 khá thành công. Có khả năng Arsenal sẽ để Leno, Lacazette, Nketiah ra đi để nhằm gây quỹ để chiêu mộ Sanchez.